Hơn 23 giờ tối ngày 13 tháng 12 theo giờ Việt Nam, tức khoảng 8 giờ sáng ngày 12 tháng 12 ở Mỹ, chuyến bay chở thi hài cố nghệ sĩ Chí Tài đã hạ cánh xuống sân bay Los Angeles. Ca sĩ Gigi Phương Trinh là bạn thân với Phương Loan, vợ Chí Tài cho biết, gia đình và bạn bè không được ra tận nơi để đón cố nghệ sĩ Chí Tài. Thay vào đó, nhân viên nhà quan sẽ đến làm thủ tục và đưa linh cữu về nhà quan ở quận Cam, Mỹ. Khoảng 16 giờ 45 giờ địa phương, ngày 13 tháng 12, linh cữu của nghệ sĩ Chí Tài đã về đến nhà quan Peak Family Funeral Home, quận Cam, Mỹ. Theo một người thân của Chí Tài, gia đình sẽ đợi nhận thi hài vào ngày 15 tháng 12. Đến ngày 18 tháng 12, gia đình Chí Tài sẽ tổ chức nghi thức phát tang. Thánh lễ an táng sẽ tiếp tục diễn ra vào sáng ngày 19 tháng 12, sau đó linh cữu của nghệ sĩ Chí Tài sẽ được hỏa táng vào chiều cùng ngày.